ba tô cháo đi không anh? Ba tô cháo này. Đây giữa xài gì đâu thì bả chặt xe người ta xe thì chở có xe hơi mấy chặt nhiều quá hen. Cái tuyến đường mình trển tôi lên mới con năm chợ tôi lên thấy lại bữa nay nhài ken hết chứ không giờ mới á thấy đặt cái tiếng nó xe giờ dựng đi mau chứ thì cái nhà tôi xe lầu khó một luôn á cái ngang nhà hay vô đó cái nhà của ai đó mới cắt đó bên ngoài kia đó đứng bên vậy quán quê buổi sáng sớm cũng nhộn nhịp quá ha. Quán này quán chay. Đang mặn luôn. Chắc có 2.7. Thằng 2.7 thằng 2 trước nữa đó, anh trở lại. Cho nó xuống dưới không lại. Chắc nền đây nền nhà chắc cũng. 2.7 trước rồi, còn 2 trước. 2.7 trước. Công ty mấy đầu đó, nhà nó đẩy quá ta. Đụng mà liền quá đó. Nó đấy, nó đi tiền mà qua tài đó. Có 2 tô à. Con cái gì cũng được, hủ tiếu gì cũng được, có gì có chi gì ăn đi. Cháo đây tôi, hai ghe hủ tiếu đi. Không biết nè. Đây nè, tại còn miếng nữa không nè. Thêm miếng bún nữa. Nói bún hủ giả nội. Trong đầu ăn hủ tiếu đi. Thứ gì cũng được. Chút chơi bái mạnh mà. Này cũng ăn ớt cho bệnh à. Chứ hay mọi bữa đâu có ăn ớt. Okay nha. Tôi có khi ăn ăn cũng như lắm, có khi cũng không ăn thế nào. Cái mình muốn ăn ăn à. Cái nhà bữa muốn, nhà bữa không muốn. Lại này lại thôi mà còn lại cũng lắm. Liên xã, liên xã. Có tiền rồi hả? Nó giống bằng tiền chảnh quá, trả tiền. Tụi này trả tiền được chứ, gọt thiếu quả nữa có mấy đứa trả không? Trả thôi, chưa trả rồi. Đi uống cà phê chung với anh tôi là tranh thủ chạy trước gửi tiền. Chắc thôi nó dành trả cho. Chắc là tại cái duyên mình sao gặp gì không? Duyên gì ông này còn đã rồi tôi này duyên gì đó. Vậy? Tôi có duyên gì đâu, dành trả. Ôi, đi ăn đi uống gì hẹn ở đâu rồi tranh thủ đành rồi chạy tới trước anh gửi tiền vô quán nữa đi rồi muốn gì đó muốn đi đi đò đâu anh nào lăn cay đậu thì được mình cũng trả tiền tàu hũ tàu hũ nghe cho ăn thịt nghe kiểu nào đi à thịt cũng vậy thôi có gì đâu ông nào đó xuống làm thầy mà đều ăn ăn như ăn cơm thịt kể như ăn bông chứ nó càng đuối đuối rồi đuối rồi.
có rau nè. Và mình phải ăn chay rồi tập lần lần với đâu có nói ăn luôn để nguội. Ừ. Ăn luôn. Để cải thì lắc vô. Cháo cải lắc ăn được. Nó cải nó đi vô. Đây tôi cái tô cháo của mình đây. Lúc hôm giờ có gặp cái quán chơi tự chọn ở dưới chân cầu Mỹ Luông không? À, nó đi đâu? Ở là đó, đâu? Mới mở cái quán chơi tự chọn đó. Dưới Mỹ Luông hả? Dưới cầu Mỹ Luông á. Trên cầu nhìn xuống thấy rồi. Cháo chè này nó ngon quá. Vịt mấy cháu ăn mặn lại chưa? Ăn mặn ta còn vô ăn cháo chay mà. Ừ. Tiêu cũng ngon đâu. Ngon ha. Ngon. Bán buổi sáng không à? Ngày ăn chay mà bán mau hết sức ha. Người hết trơn rồi. Ở đó ba mấy cây số không xuân ba mấy rồi chắc bao cả ba mấy chứ đâu ít đâu. Chạy tí không tới đó. Tí không tới là ba mấy cây rồi quê. Ba mấy cây hơn ba mấy gần 40 cây à. Thì đều cũng đường trường chạy không sao. Ba mấy 40 cây đâu có gì đâu. Đường trường mà. Đi xuống dưới qua đầu qua đó. Dạ. Sư huynh Ba Bi từ An Phú xuống Mỹ Hiệp cư gia cửa huynh Úc Kiên chơi buổi sáng rồi mấy huynh đệ đi ăn sáng cảnh ở thôn quê nó cũng rất là bình yên. Là vô đồng. Vô trống là toàn là xài không, mịt mù luôn. Đó. Đó cái bản đó là tới địa phận xã Mỹ Hiệp đó. Dạ.
mà nó bị sức chữ vậy hết rồi kìa, vớt xuống rồi đó. Xã nông thôn mới Mỹ Hiệp. Xe siêu quân ơi, nó vô rồi ghét hay vậy. Buổi sáng gió hiu hiu mát mẻ quá ha. Không khí buổi sáng trong lành thiệt chứ. Quân ba định qua Đồng Tháp hả? Qua thăm 18 hả? Nào giờ có qua bến lần nào đâu biết. Chưa. Có mình lép qua lần hay vậy. Đi ra thay đi thăm đồng đạo được quyền chơi đến 5 ngày, bữa nay mấy ngày không biết. Bữa nào còn 5 ngày hoài. Lỡ hút rồi thôi, nó quên rồi, lỡ hút rồi cho hết bữa nữa. Cho phép rồi đi 5 ngày thăm đồng đạo phải không? Đi 5 ngày đó mà đi 5 ngày bữa rồi. Cái 29 hả? Mơ 30. Họ biết là dẫn đường rồi ta, không biết. Thôi, không có gì đâu, tôi điện thoại, tôi đi bây giờ tức ra nè. Họ dẫn. Ngày tôi đại đi tới đường dưới hôm nay tôi cũng được. Điện thoại chỉ gì ha? Ở Tiền Giang, Thái rồi, nó mời đông võ tôi, tại cái đường về thành phố luôn. Đây dưới 90 cây á. Vậy đó hả? Lò mò, mà đi dài đi vô vườn đó chứ. Lò mò đi tới. Vườn xuống anh hai tôi hả? Anh hai tôi ở... Anh ruột hả? Anh ruột á. Ruột ông ở đâu ta? Ông người tán ở Đồng Tháp mà ở khu Đức Điện Hòa Quốc Khu. Đức Hòa gì đó. Đức Hòa Quốc Hòa gì đó. Gần đó không? Chưa tới. Này tới mới Điện Hòa Tiền Giang.